lần thôi có cây đều sạch thu người đều tiêu cầm ngọn đuốc mà tiêu ô kiến lấy đá to mà liền trứng gà chúng sanh thử tưởng tượng ra kiến kia xong chết trứng gà nát không kỳ đại hạn cũng cầm cảnh ấy tẩy trần trong thấy hải kinh thấy bèo xác một linh linh nhiều ta qua xe chúng sinh tử nàng trời héo mắt gà vàng cũng văng đất châu mài thó trắng bạc tinh nhìn vào đại nạn chúng sinh quỷ thần còn phê thất kinh vía hồn sanh tồn kỳ chốt tài không hơn nơi đức khởi con tuy không thấy mà còn tài coi rầm rộ mà mòn như cưa còn dưới veo tranh nhau quay dùng vải nát mình thắng cũng cần thân người tám lượng kẻ nửa cân chung quy ai cũng đã vâng kẻ tự cho rằng khôn mà dạy người bị coi là dạy lại khôn tài tiêu còn đức thì toàn đó là chung kết của môn đấu trần cuộc thắng bại phải cân nhắc